điện thoại đẹp như hàng cho doanh nhân như thế này chưa đến 6 triệu. Đây là điện thoại zin của người ta nhé. Mặt lưng này đẹp, mắt to, long lanh đẫm lệ, xước phay, nhìn giàu đét luôn. Mặt trước này có ai bảo đây điện thoại giá rẻ không? Viền cong 3D nuột nà như đường cong thiếu nữ. Hàng đẹp như hàng ngoại giao cho đối tác như thế này mà chưa đến 6 triệu. Infinix Note 40 Pro. Mấy cái ông mà đi làm rồi hay là chạy job ấy, đưa cái máy này lên bảo hàng nghèo thì chắc chắn là không tin. Mà là hàng cho doanh nhân khởi nghiệp thực chiến như chúng tôi ấy, thì là phải sạc nhanh lên. Đợi không được, 70W sạc nhanh. Công nghệ 2.0 với đa chế độ, nó có thể sạc 50% chỉ trong 16 phút với chế độ Hyper. Còn là với bình thường thì chúng tôi cắm sạc để trong khoảng thời gian 15 phút. Riêng tôi là rất lười sạc máy, ngày tôi chỉ sạc một lần thôi. Nhưng mà cơ bản 15 phút sạc được từng này pin thì là quá tiện. Sạc được nhanh như thế này cảm giác dùng sướng lắm. Mà ảo một cái, mấy ông này giá đã rẻ rồi, chưa đến 6 triệu. Mà nhìn này, tặng kèm cái bao da này. Bao da lại còn có cả đế mắc xếp, sáng như doanh nhân. Xong lại còn tặng kèm cả cái gì ạ? Cái sạc không dây, sạc không dây này còn là 15W. Cấu hình của con này sẽ có những thứ ảo diệu sau. Nhìn chung là với mấy cái ông chơi game là cuồng công nghệ quá thì chắc chắn là sẽ ý kiến này ra vào. Nhưng mà đối với những cái người mà đi làm và chơi những con game đơn giản như chúng tôi thì cấu hình này là ổn, chơi được về mặt hiệu năng. Lượng pin chipset là ok nha các bạn. Đầu tiên là chúng tôi sẽ cho bạn xem cái quả hình ảo diệu như thế này. Đấy, đây là cái quả màn AMOLED 3D 120Hz, giá đã ngon lại còn dùng màn AMOLED, cong 55 độ hoàn hảo, tràn viền tăng sự hiển thị. Máy quá là đẹp, cam trông cũng đẹp, nhưng mà camera này gọi là camera vui vẻ thôi. Tức là để chụp cây cỏ rồi thì thiên nhiên các thứ, chụp người ngợm các thứ, chứ còn chụp gái là bị ăn đấm đấy. Ây cha, AI con này làm tốt phết. Ngoài ra nó còn có cả cái chống rung OIS quang học nữa, thế nên là trông các bạn sẽ thấy cái nước hình của nó khá là ok. Ảnh tôi chụp bằng cái con máy này nhá. Zoom, zoom. Chưa hậu kỳ gì đâu nhá. Ui, AI làm tốt thế. Công tâm để mà nói là một cái điện thoại nó đẹp như thế này và nó ổn như thế này của Infinix cùng với quà. Đây là một con máy quá đáng để dùng. Bạn cũng có thể mua được Infinix 40 Pro ở tất cả mọi nơi. Hoàng Hà, Cellphone S, phát này mà không mua nhanh kẻo hết. Điện thoại này rất đáng để mua nếu có nhu cầu trong cái tầm giá này.